anh nói thật chú này, tối qua là anh đi soi được, anh đéo biết là quay siêu này như thế nào. Tôi nói thẳng luôn anh em, toàn là một bên là anh bên em. Đấy. Bây giờ nó có thế thôi, đúng không? Ừ, đấy. Em bà. Chào tất cả các bạn nha. Bây giờ là 10 giờ kém 10 đêm. Thì mình vừa nghe chỗ anh Ngọc này, anh ấy bảo là anh Tuấn ở làng mình ở trên xóm trên ấy có bắt được một con chim, đi soi bắt được một con chim đánh bị gãy cánh rồi. Thế mình đang nghi nó là một cái dòng chim ưng ấy, thì mình thử điện anh ấy hỏi thăm xem là nó là chim gì các bạn nhé. Đó. Anh Tuấn à? Ừ. Em Quế mà, thế gì nhỉ? Thấy anh Ngọc bảo là anh bắt được con chim phải không? Ừ, đúng rồi. Thì đánh nó gãy cánh hay là nó bị gãy cánh từ đầu? Anh vụt nó bị gãy cánh. Anh vụt á? Giờ con nó có chịu ăn không? Sao? Nó có chịu ăn không? Đâu. Nó có chịu ăn không? Đâu. Nó có chịu ăn không? Hả? Nó có ăn không? Lô. Ờ thì để em lên nhá. Lô mới, nô mới đà gì? Để em lên, để em lên. À, thế nhá các bạn nhá, để mình lên trên nhà anh Tuấn cái. Đi chú đi, lên với anh đi. Chú nào im. Nào. Đâu em xem nào. Chị. Đúng rồi anh, không hiểu sao anh vụt nó gãy ở một bên cánh. À, đây là Sika. Sika mới ưng đấy. Sika. Đấy. Đây các bạn nhá, đây này. Nó có chịu ăn không? Không đúng không? Không, nó đéo ăn. Từ tối qua giờ có cho chim con kìa, nó đéo ăn cả. Đây không phải chim nuôi rồi, đây là chim hoàng dã. Chim nuôi ăn ngay. Đấy. Dòng này Sika, dòng này rẻ rẻ nhất trong hàng chim săn. Trong bé, trong bé dài. Nó gãy bên này, anh vụt được gãy bên này mà. Bên này mà. Nhìn nó người bé thì mà sao nó bụng to thế. Tiếc nhìn này bị gãy cánh. Ô, để nó cũng ngã. Thì anh bảo nó, anh nghĩ là chim nợn để anh vụt. Không phải chim nợn. Thì đầu tối qua tao soi xong được cái tao dẫn cho tao vụt xong tao gọi điện Vân hỏi Vân ơi chim lợn có bắt được không. Vân hỏi chim lợn bắt được mà anh. Ừ. Đây như kiểu chim ưng ấy. Bé lát à? Lúc chiều lúc chiều ông đi thịt thì đi. Đây là Sika, Sika. Dòng dòng này là dòng chim săn rẻ tiền nhất. Đấy là ông chủ con. Vừa nãy là sao nó úp trường một con nữa. Ô. Nó bay vào cái bãi dâu của đồng đạo, đéo đuổi kịp rồi. Ừ. Nó bay rồi thì không có làm gì nữa. Con chim này. Vừa rồi em định hỏi mua một đôi này này. Này, này nó gãy cái mới là anh bó này. Thằng kia, mày đi ngủ không? Này nhá. Mày đi ngủ có được con gì không? Được rồi, con sẽ được. Thế gì nhỉ? Nếu mà ấy thì anh đã cho em thịt làm gì? Đấy, chú nuôi được, nuôi thì... Thế lấy em bao nhiêu tiền? Nuôi đi nó khỏe thì đưa anh bao nhiêu, đưa cho anh con lại béo. Vấn đề nó khỏe anh à, bây giờ bảo đấy. Giờ nó đang bị gãy cánh này ấy. Thì đưa anh em không còn chậm gì đấy. Ừ. Nuôi nuôi khỏe đi, năm nay bỏ cả giờ mà giả 500 anh trả bán thì nó giả anh. Giả vượt, con đường con giả luôn. Thôi thì đấy, em cứ bảo là anh lấy bao nhiêu thì hợp lý thì em gửi anh. Anh nói thật chú này, tối qua là anh đi soi được, anh đéo biết là con siêu này như thế nào. Tôi nói thẳng luôn anh em, toàn là một bên là anh bên em. Đấy. Bây giờ nó có thế thôi, đúng không? Ừ, em bà.
Đấy. Con chim này thì em chả giấu gì anh cứ tìm hiểu trên mạng đi, nó là dòng Sika. Nếu như mà một đôi đẹp của nó thì nó bán 100 à 500 một đôi đẹp. Thì nó rơi vào tầm 250 một con. Thì nếu như cái cánh như này thì chắc là thôi thì em cũng anh lấy bao nhiêu em gửi. Anh nó thật anh đéo biết bao nhiêu. Ta chẳng cái đéo thì chim cả. Được, ok. Em cũng muốn chủ yếu là nuôi về chữa cho nó khỏi thôi. Không, mà chẳng hạn như bảo cái cánh em gửi anh. Anh đéo biết là con gì. Mày biết sẵn. Vâng vâng, thế nhá, thì để sau em bắt về luôn nhá. Đây dây đây, cửa đây bắt về, nếu bắt luôn này dây này. Răng biết sắn thoải mái. Nó bị gãy một cái bên trái. Anh vụt nó trồi xương ra. Trồi cả xương ra. Ừ. Ôi ồ. Thế anh nghĩ là chim lợn anh bị vụt. Thế. Ừ. Thế thì cũng khớt đấy, nuôi nó hơi khớt đấy. Đấy, thì anh bảo, anh về anh vẫn bảo Vân là con này con chim lợn chứ không phải là con chim ấy. Này bác, cầm em bác. Anh xin nhá. Ừ. Vâng, con cầm đấy. Chú cho mang mua sữa. Khổ ghê nhỉ, nó này bị gãy một cánh. Đây. Chú Nhân cầm hộ anh phát. Nó bị gãy cái bên trái này, anh bó cái dây này nó vẫn khỏe bình thường mà. Con này lắm. Đấy. Chú Nhân cầm đi. Lấy anh đã úp cho một con như này. Thế ạ? Ừ, như anh đéo đuổi được nó. Đéo biết con này là, anh bảo là con chim nợ. Không phải chim nợ. Chim này là chim bay trên trời. Ừ. Anh Vân ơi, em về đây. Thôi mình về nha các bạn nhé. Để mình về xong mình quay lại tiếp. Đây các bạn nhá, mình đã về nhà rồi đây. Để mình mang chú chim này vào xem là tình hình nó thế nào. Yếu. Xong lấy ở đấy nó đứng đường mà về đây nó lại yếu nhỉ. Đây các bạn này, các bạn nhìn cũng đã biết thì nó chính xác là một cái con chim Sika, cái dòng chim săn mà giá rẻ nhé các bạn nhé. Đấy, nhưng mà tiếc quá anh ấy lại đánh bị gãy cái cánh nặng quá, không biết là liệu mình nuôi có sống không. Cái cánh này bị thương hơi nặng. Bây giờ đói, nó không chịu ăn các bạn ạ. Đây chính xác nó là một con chim hoang dã. Đâm ra là mình bắt được về nó không chịu ăn, còn nếu phải chim nuôi nhà ai sổng là về cái nó ăn luôn mà. Không đứng kìa. Đứng lên em xem nào. Mạnh dạn lên xem nào. Nước. Đây là chắc vụt nghiêng. Mạnh dạn lên em, đứng lên. Sao lại cứ cục đầu thế? Nó có vẻ hơi yếu một chút. Hắn buộc chân kìa. Đây nếu mà nhìn không quen ấy, đúng là ai mà không biết về chim nhìn không quen đúng giống cú lợn thật. Nhìn cái mặt đằng trước nó y như cú lợn này. Giống cú lợn nhỉ. Yeah. Không phải cú lợn đâu mà mẹ. Cú lợn nó khác. Thì yếu thì mới bắt để về chăm nó, người ta thịt nó để phí. Mình muốn cứu nó thôi chứ còn tính gì. Ủa các bạn ơi, mình vừa tắt máy quay được một lúc thì con chim này của mình chết rồi các bạn ơi. Mình vẫn ngồi ở đây từ lễ giờ này. Mình vừa tắt máy quay thì mình xem cái cánh còn một chút nhưng mà không ngờ nó bị thương nặng quá. Đây các bạn ơi, anh ấy vụt gãy tận khuỷu trong của cánh này. Mà đây là ông ấy bắt được từ hôm nào ấy, cái cánh này đã có mùi. Thế là chết rồi. Vẫn còn hơi thoi thóp một chút. Ô độc cầm từ trên đấy về đây mà chết nhỉ? Ở trên đấy nó vẫn đứng mà. Yếu. Chết rồi các bạn ạ, mình không cứu được. Không kịp cứu nữa. Bốn cho nhỏ loa TV còn nhờ thì nát bên cánh này thương nặng này sống nào được vậy ở đây có điều cho cắn. Ủa, nát toét hết thịt này. Đó. Anh Tuấn à?
Mang về nhà chết mẹ rồi. Anh vụt đó. Anh vụt nặng này nát hết cả một bên sườn này, sống nào được. Thì anh đã bảo anh vụt gãy ở bên cánh này, lúc anh bảo chú này, rõ ràng là anh bảo chú vụt gãy ở bên cánh mà. Em tưởng là nó chỉ gãy cánh cánh ngoài đây, nó gãy tận khuỷu tận ức của nó này. Thì anh đã bảo gãy tận trong mà. Chết rồi. Hả? Chết rồi. Nhanh thật đấy, vừa ở trên đấy nó vẫn đứng được mà về đây chết. Đây, thối rồi đây. Này, chỗ này lũ rồi, rồi chuyển màu rồi. Thế này nó sống được mấy hôm nó cũng giỏi đấy. Tức quá. Trên hùa ấy. Đi đục đoạn đường mấy trăm mét về nhà chết luôn. Bê hết máu rồi. Mình sẽ cho nó ăn thịt cái con chim kia. Cốc, 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 cốc. Thôi thì sống thì nuôi mà chết thì đành phải nằm mồi cho bịp bịp thôi các bạn ạ. Làm nào được. Cốc, 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 cốc. Đây các bạn nhé. Đây là cái con chim mà mình vừa mua tối qua đấy, 100.000. Tiền thì mình không tiếc các bạn ạ. Tiền thì thực sự là mình không tiếc, nhưng mà mình chỉ tiếc là mình cứu nó muộn quá không kịp. Chắc là anh ấy để cho nó đói lâu quá đâm ra là nó mới chết. Rồi bây giờ mình sẽ vặt lông nhá, cho chim bìm bìm của mình nó ăn. Bìm bìm của mình nó nhìn thấy con này nó sợ rồi. Các bạn nhìn này. Này, chưa nhìn thấy nhau bao giờ à? Sợ. Để mình xem cái con chim bịp bịp kêu của mình nó có sợ không nhé. Cóc 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 cóc. Ui con này anh sợ luôn này. Thôi được rồi, mình vặt lông đây.